Hello mọi người, là mình đây. Rồi mọi người ơi, mọi người hãy ở yên ở nhà nha. Mọi người đừng đi đâu hết mọi người ơi. Hầu như quá tải nè mọi người. Đây là khu cách ly mới nè. Đây là khu mới và hầu như bị quá tải hết. Rất nhiều xe đang chờ luôn. Bốn mươi lăm chỗ 2 nè, 4 nè. Sáu, tám, mười. Mười xe 45 chỗ đang hiện tại đang quá tải luôn. Thì là đây là khu mới để chữa bệnh cho F0 nha. Khu mới mở ngày hôm qua, bây giờ quá tải luôn rồi. Đây ở gần ngay cầu Ham Lương nha, nha Anh Thư. Hiện tại là đang quá tải luôn rồi. Chờ nãy giờ xe mình nãy giờ chờ nửa tiếng đồng hồ mà tưởng mới nha. Hồi sáng đi rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mọi người nhìn nè, toàn là 45 chỗ không thôi. Mọi người nhìn nè. Quá tải không còn cái gì luôn. Khu này là khu chữa bệnh F0 nè. Quýnh vòng đi đường trong vô đi Quýnh. Vòng đường kia vô đi. Trời má ơi, nè mọi người nhìn nè, rất là đông luôn. Mọi người hãy ở yên ở nhà nha, đừng đi đâu hết. Ở đây nó còn khỏe đó, ở nhà còn khỏe đó, trên đây là trời không chịu nổi nữa đâu. Hello anh Nhân. Rồi còn gì đâu nữa mà khóc với sầu. Đây là khu chữa bệnh mới của F0 tại quận 12, hai chỗ mà dưới chân cầu Ham Lương á, 12 tầng. Mới mở thêm hồi chiều hôm qua, bây giờ là quá tải rồi. Mọi người ở yên ở nhà nha, đừng đi đâu hết. Đừng nên đi đâu hết mọi người ơi. Tình hình bây giờ là căng thẳng cực kỳ luôn. Thiệt đó chứ. Này là sân rước trên quận nhất mà nhiều nơi về lắm chứ không phải là riêng quận nhất đâu Lộc ơi. Má mới mở hôm qua. Hôm nay rồi quá tải mẹ rồi. Nè. Đây là khu mới nè. Còn gì đâu mà khóc với sầu. Không biết bao nhiêu xe cứu thương luôn. Và cũng không biết là bao nhiêu xe 45 chỗ và không biết bao nhiêu xe 30 chỗ luôn. Xin chào má. Má ơi, má ăn cơm chưa? Má ăn cơm đi má ơi. Mọi người ơi, ở yên ở nhà nha, đừng đi đâu hết. Ở nhà vẫn sướng hơn ở trên đây nha mọi người. Lấy chân ra cái nhấc. Lấy chân ra xe nó vô, quất cái chân bây giờ. Chúng tôi ngồi lăn lê bò lết ở đây nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa được vào nữa. Từ ngoài đầu đường mới đi, từ ngay chỗ ngã ba đó tới đây thôi nửa tiếng đồng hồ, nhích được đúng một xe một.
bây giờ không biết chừng nào mới tới lượt mình vô nữa, nửa tiếng nữa mình mới vô tới. Má ơi, má cũng cẩn thận đồ phòng hộ các thứ nha má, không biết dịch ai là dịch đâu nha má. Ok anh Nguyễn Văn Thảo, cố lên anh. Không biết còn chỗ nào nữa. Ok anh Hoàng nha, ở yên ở nhà, nếu mà không nhất thiết đi làm thì anh nên ở yên ở nhà nha, chứ không nguy hiểm lắm nha. Nè, quay cho mọi người nhìn nè, không biết bao nhiêu xe 45 chỗ, không biết bao nhiêu xe 30 chỗ, 16 chỗ và nguyên vàng xe cấp cứu đang chờ nè, thêm một chiếc 45 chỗ mới vô nữa nè. Đó, nguyên biệt đội tắm sang luôn, biệt đội mình thì vào hết rồi, vào rồi ra hết rồi, còn mình thì đi chậm hơn 2 tiếng đồng hồ, nên là xe của Nhất Tâm của mình là hiện tại đang ở đây, xe này đang ở đây, nguyên đội xe của tắm sang nè. Đó, hội hiện nguyện BDS, rất nhiều xe 45 chỗ, rất nhiều xe 16 chỗ và rất nhiều xe của 30 chỗ luôn. Hello mọi người nên ở nhà và đừng nên đi đâu nha. Nguy hiểm lắm mọi người ơi. Chúng ta đang gồng ở đây, mọi người đang túc trực ở đây từ tất cả mọi thứ luôn, chính quyền cái thứ là đang hỗ trợ. Khu này hình như là không biết là của nhà nước hay của bên nào mà 12 tầng này nè. Đó, 12 tầng này là làm thành khu cách ly hồi hôm qua. Thì bây giờ là coi như quá tải nè, mọi người thấy không? Không biết bao giờ mới đến lượt mình luôn. Trời má ơi, rất nhiều xe ở trong đó. Ở đây để mình đếm sơ cho mọi người nha. Để Sơn đếm sơ cho mọi người có bao nhiêu chiếc 45 chỗ nha. 2 nè, đỏ trắng nè, 4 nè, 5 nè, 1 chiếc 30 chỗ nè, 1 chiếc xe cứu thương không tính nha. Xe cứu thương thì chở được khoảng độ tầm 6 người đến 7 người. 4, 5 mà đúng không? 5 là đang lũi vô nè. 1 chiếc 16 chỗ đang chờ nè. 2 chiếc 45 chỗ nè. Là 7 chưa? 7 rồi nha. 1 chiếc quân liệu quốc tế. Rồi, thêm 2 chiếc 45 chỗ nữa nha. Đó, mọi người thấy không? Mọi người ơi, phòng hộ hơn chữa bệnh nha mọi người. Mọi người hãy ở yên ở nhà và đừng đi đâu hết. Đó là Sơn quay ở trước thôi nha, chứ chưa Sơn chưa có quay ở khúc dưới á. Khúc dưới thì hiện tại nè. Đây, khúc dưới thì nguyên dàn xe ha, nguyên dàn xe luôn, 45 chỗ cũng có, 2, 4, 6, 8, 10, 10 chiếc cấp cứu. Hãy ở yên ở nhà và đừng đi đâu nha mọi người. Nếu không có thực sự cần thiết thì đừng nên đi ra khỏi nhà. Ở nhà vẫn sướng hơn ở đây nha, thở không khí ở nhà đỡ hơn là ở đây. Mà lúc nào cũng mọi người cũng nên đeo khẩu trang N95 nha. Đừng bỏ nó ra, nguy hiểm lắm. Uống nhiều vitamin C và uống càng nhiều càng tốt. Trời ơi, nhìn mà sót luôn á. Xe 45 chỗ không? Xe 45 chỗ có thể chở được khoảng độ tầm khách hàng ngọn hàng thì có thể chở nửa xe là khoảng độ tầm 20 mấy người. Là xe 45 chỗ đó. Hồi sáng thì có chở lên đây 2 chiếc xe
Sơn thì có chở đi hai chuyến ở đây thì là vào thì nhanh gọn lẹ lắm. Rồi hồi nãy là cái nguyên đoàn xe của Sơn Nhất Tâm xe thiện nguyện không đồng á, thì chạy lên đây cũng một đoàn xe 4-5 xe thì chờ cũng lâu lắm mới được vô. Còn Sơn thì đi sâu mọi người 2 tiếng nên là giờ ngồi chờ đuối luôn. Rồi nguyên dàn xe đằng sau kìa. Nè, xe Nhất Tâm nè, thiện nguyện BDS nè, rất nhiều, rất dài luôn và chờ đang rất là lâu luôn. Không biết chừng nào mới có thể là xong để có thể là bàn giao F0 cho ở bên chỗ chữa trị nữa. Mọi người ơi, cực lắm nha mọi người. Đừng để mình bị và đừng để gia đình mình bị nha. Ok Vi nha, Sơn giữ gìn sức khỏe mà. A Di Đà Phật nha má ơi. Trời ơi là trời, không biết ngày mai sẽ ra sao, ngày mai sẽ như thế nào luôn. Tụi tôi ngồi lan lê bò lết ở đây nãy giờ 45 phút, 15 phút nữa. Ủa, nãy giờ nửa tiếng cộng 15 phút nữa là 45 phút rồi. Lăn lê bò lết luôn, quải luôn. Mọi người ơi, hãy ở yên ở nhà mà đừng đi đâu nha. Nhìn nha, rất nhiều xe 45 chỗ đang ở đây. Rất nhiều xe 45 chỗ, mọi người hãy ở yên ở đây và đừng đi đâu hết. Hello Mỹ Hạnh Trần. Trời đất ơi. Thôi mọi người ơi, mình tiếp tục công đoạn chờ tiếp đây nha, mình phải chờ thôi, còn lâu lắm.